Lịch thi đấu chung kết U23 Đông Nam Á 2023, U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia. Bất ngờ đã xảy ra khi ở trận bán kết thứ hai, U23 Thái Lan đã nhận thất bại khiến không có trận chung kết trong mơ giữa đội bóng này với U23 Việt Nam. U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia với tỷ số 4-1 ở bán kết 1 để tiến vào trận chung kết. Đối thủ ở trận tranh chức vô địch của đoàn quân ông Hoàng Anh Tuấn được dự đoán sẽ là chủ nhà U23 Thái Lan. Nếu điều đó xảy ra, trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022 sẽ tái hiện. Tuy nhiên, điều mong mỏi ấy cuối cùng đã không đến. U23 Thái Lan đã bất ngờ để U23 Indonesia hạ đo ván với tỷ số 3-1 ngay trước mặt khán giả nhà, đành chấp nhận tranh hạng 3 với U23 Malaysia. Theo lịch thi đấu, trận chung kết U23 Đông Nam Á 2023 giữa U23 Việt Nam vs U23 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 20:00 ngày 26 tháng 8. Trước đó vào lúc 16:00 cùng ngày 26 tháng 8, U23 Thái Lan vs U23 Malaysia sẽ là trận đấu để tranh vị trí thứ 3 chung cuộc.